liên quan đến vụ ông Lưu Bình Nhưỡng bị cơ quan công an bắt giữ và khởi tố về tội danh cưỡng đoạt tài sản, ngày 1 tháng 12, Công an tỉnh Thái Bình có đề nghị nóng gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến vụ ông Lưu Bình Nhưỡng và đối tượng Phạm Minh Cường, tức Cường Quắt. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa qua đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ban ngành đơn vị trực thuộc phối hợp về vụ án liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng. Cụ thể, Công an tỉnh Thái Bình đề nghị các đơn vị này rà soát toàn bộ các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ đại biểu Quốc hội hoặc Phó trưởng Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các sở ban ngành đơn vị trực thuộc. Giai đoạn rà soát kể từ tháng 7 năm 2016 đến nay, kèm theo kết quả xử lý, trả lời đối với các văn bản, phiếu chuyển đơn nêu trên của ông Lưu Bình Nhưỡng. Trước đó, ngày 14 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quắt, là đối tượng hình sự có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Ngày 16 tháng 11, lãnh đạo cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết các cơ quan chức năng đang làm thủ tục để đình chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ công tác đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Công an tỉnh Thái Bình cho biết đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị can đã chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đặc biệt tập trung làm rõ các đối tượng có hành vi tiếp tay, giúp sức cho bị can thực hiện hành vi phạm tội để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra. Mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Mời quý vị đón xem. Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, thường trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Ông Nguyễn Ngọc Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hùng Dũng chưa hết bất ngờ, ngỡ ngàng trước thông tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố, bắt giam đang gây xôn xao dư luận. Ông Nguyễn Ngọc Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hùng Dũng nói, thực sự là chúng tôi cũng không ngờ, không nghĩ lại xảy ra việc thế này. Anh Nhưỡng sinh ra ở đây, dù công tác ở Hà Nội và nhiều nơi, nhưng anh ấy cũng hay về quê, tham gia các công việc của xã như kêu gọi, tài trợ quà Tết cho người nghèo, các hộ khó khăn tại địa phương. Hôm qua lúc công an đến khám xét nhà, anh ấy ở quê thì tôi không tham gia nên không biết cụ thể thế nào. Đại diện chính quyền xã có đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân chứng kiến đầu đuôi nên anh ấy mới biết. Ông Lưu Văn Hoạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Dũng cho biết, hôm qua khoảng 21 giờ 20 phút tối, Công an và Viện Kiểm sát về Công an xã, sau đó đến nhà ông Nhưỡng. Tôi được mời đại diện chính quyền xã và cùng với đại diện cơ sở thôn Hà Lý chứng kiến việc đọc lệnh khám xét và thực hiện khám xét của lực lượng chức năng từ khoảng 21 giờ 30. Ông Hoạch thông tin thêm. Ông cụ thân sinh ông Nhưỡng mất đã lâu, hơn chục năm rồi. Bà cụ thân sinh thì mới mất cuối năm ngoái. Anh em cũng đều công tác, sinh sống ở Hà Nội là chính, nên ngôi nhà này phải nhờ một người hàng xóm trông nom, dọn dẹp giúp hàng ngày. Hôm qua, lực lượng chức năng có tiến hành đo đạc, chụp ảnh lại 2 cánh cổng bằng gỗ, sau đó lập biên bản, đề nghị địa phương canh coi, quản lý tạm thời. Theo chỉ dẫn của đại diện chính quyền địa phương xã Hùng Dũng, nhà của ông Nhưỡng nằm ở thôn Hà Lý. Đó là một ngôi nhà 2 tầng làm bằng gỗ, kết hợp gạch, bê tông, xung quanh là vườn cây với nhiều cây lớn, hoa khác nhau. 2 cánh cổng dẫn vào ngôi nhà làm bằng gỗ đặc hiện đã được khóa kín, kích thước khoảng 3m x 3m. Phía trên cổng có dòng chữ Ngũ Phúc Lâm Môn. Hai bên, mỗi bên có một cầu đối. Một người hàng xóm ngõ đối diện với ngôi nhà nói trên của gia đình ông Lưu Bình Nhưỡng cho biết, ông quá bất ngờ và gần như không tin việc ông Nhưỡng lại bị bắt về tội cưỡng đoạt tài sản. Như đã thông tin trước đó, sáng ngày 15 tháng 11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 14 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Theo Công an tỉnh Thái Bình, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quắt, là đối tượng hình sự có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ luật hình sự. Quá trình bắt, khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Theo điều tra ban đầu, khi biết một số doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Phạm Minh Cường và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi triều. Từ đó, các đối tượng gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải miễn cưỡng trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường. Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, tổng số tiền Phạm Minh Cường và đồng bọn chiếm đoạt của các doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng. Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt lớn, gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh. Công an tỉnh đã mở rộng điều tra vụ án, tập trung làm rõ các đối tượng có hành vi tiếp tay, giúp sức cho bị can, thực hiện hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, quê Thái Bình, là tiến sĩ luật. Ông Lưu Bình Nhưỡng hiện là Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông Lưu Bình Nhưỡng từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội 2016-2021, Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Thụy Sĩ. Ông Nhưỡng cũng từng là Phó chủ nhiệm khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội. Tính đến năm 2010, ông đã có 22 năm làm giảng viên Đại học Luật Hà Nội. Sau đó, ông Nhưỡng làm Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, tham mưu cho Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Ông Nhưỡng không được giới thiệu tái cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 do quá tuổi, theo hướng dẫn 36 của Ban tổ chức Trung ương. Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Cường Quắt là ai? Nhắc đến vụ ông Lưu Bình Nhưỡng, có một cái tên luôn được nhắc đến cũng với tội danh cưỡng đoạt tài sản, đó là Phạm Minh Cường, hay còn được biết đến cái tên Cường Quắt, khiến dư luận không khỏi tò mò, đặt ra câu hỏi liệu đối tượng này là ai, lai lịch như thế nào và liên quan đến vụ việc của ông Nhưỡng ra sao. Liên quan tới đối tượng Cường Quắt, ngày 17 tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cường Quắt về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Theo cơ quan điều tra, khi biết một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển ở xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Phạm Minh Cường và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi triều để sử dụng làm phương tiện gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải miễn cưỡng trả tiền theo khối lượng cát khai thác hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường. Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, tổng số tiền mà Cường và đồng bọn chiếm được của doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng. Công an tỉnh Thái Bình cho biết đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Bị can đã chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đặc biệt tập trung làm rõ các đối tượng có hành vi tiếp tay, giúp sức cho bị can thực hiện hành vi phạm tội để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật. Trước vụ án này, Cường Quắt cũng đã bị khởi tố, bắt vì tội gây rối trật tự công cộng ở Thái Bình vào năm 2022. Cụ thể, ngày 29 tháng 4 năm 2022, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, vào khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2022, tại quán ăn của nhà anh NTL ở thôn Chi Chỉ Nam, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Cường Quắt, sinh năm 1986, ở thôn Xuân Bàng, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, cùng Hoàng Gia Vương, sinh năm 2002, trú tại thôn 7, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, và một số người khác ngồi uống rượu. Trong quá trình ăn uống, Vương và Nguyễn Thành Công, sinh năm 1999, ở thôn Minh Vũ, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình, xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến Cường, Vương xô xát với Công và nhóm người cùng phe với Công. Hậu quả, Vương bị thương phải cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức. Ngay khi xảy ra vụ việc, công an đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự, công an huyện Thái Thụy phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, điều 318 Bộ Luật Hình sự, gồm Phạm Minh Cường, Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 2002, trú tại thôn Vạn Xuân Đông, Nguyễn Thái An, sinh năm 2002, trú tại thôn Phấn Vũ Nam, Nguyễn Thành Long, sinh năm 2001, trú tại thôn Minh Vũ, Nguyễn Thành Công, sinh năm 1999, trú tại thôn Minh Vũ, đều ở cùng xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Tuy nhiên, 4 bị can Long, Công, An, Thành đều vắng mặt tại địa phương. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét chỗ ở tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy đối với Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Thái An, Nguyễn Tiến Thành, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Phạm Minh Cường tại xã Thụy Xuân và xã Tân An, huyện Thái Thụy. Thưa quý vị, hiện vụ việc liên quan tới ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện vừa bị Công an tỉnh Thái Bình bắt vì cưỡng đoạt tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo.